có gây sắt chính giữa ra nó hơi bị dướng nhầm. Nhưng mà mình không làm cái sắt thì không có chỗ để giữ cái đỉnh bằng nữa mà. Chứ chịu khó mình nhận nó xuống. Đây cái lý do cái cục cây này. Cây này để mình nhìn con đá khi nó còn nhỏ vậy mà nó không nguy hiểm các bạn. Cục này mình mới bào vậy được bạn, không cầm gì nó bào nó nguy hiểm đâu bạn ơi. Cục cây này nhìn nước ra rồi à, giờ chuyển đứng lên này. Ok, trắng tinh tươm. Dứt luôn mà. Ok, bào xong thì giờ mình tép thôi. Đây, lấy cái giá xuống cơm này. Bào xong mình phải thử phụ thôi. Quậy cái bếp bàn chành luôn rồi. Được một ly đi, đi. Này. Xối cái này vô. Đấy. Phải có sữa nữa mới được. Dạ. Chảy quá. Rồi thôi, để vậy đi, lát dẹp sang. Rồi. Thế là được một ly. Rồi xong rồi, sau buổi chiến đấu thì được một ly như này. Đây. Mới ra giường thấy thằng chế tắc dắt vui cho nó chua uống ngon rồi. Rồi. Đây, mời các bạn nha. Đồ tự mình làm ra lúc nào cũng ngon mà, từng khẩu mà. Thì làm ra cái này á, thì như công đoạn các bạn đã thấy á, thì bạn lưu ý ở phần này nè, phần cái miệng này, cái độ rộng từ đây qua đây nè bạn, nó khoảng cỡ từ 2 cm trở lên. Thì mình bào cái khi mà đá đó khi mình bào ra mới nói lọt xuống được các bạn. Đây ở đây cho các bạn coi. Đây nè. Cái này là mình chưa có chỉnh nè. Đây, các bạn thấy không? Hai cái nè. Đó thì cái này á lúc đầu mình để nó hẹp như vậy thì nó đẹp các bạn. Để nó hẹp thì nó đẹp nhưng mà mình bào á đá nó không có lọt xuống được, nó bị kẹt ở đây nè, ngắt nè, không bào được. Hôm nay cái này mình mới chỉnh lại. Mình mới chỉnh lại miệng nó rộng như thế này thì bào nó mới lột mới được bạn. Để các anh em các bạn nào mà muốn làm thì lưu ý phần đó thôi. Còn cái phần chân này thì nó không quan trọng mà. Quan trọng là cái mặt này thôi, mình bào thôi, còn cái chân này mình lấy đầu mình kê lên mình bào rất được. Nếu mà có chân thì nó tiện lợi hơn. Đấy. Chỉ là ngày xưa á, ngày xưa thì nguyên thủy cái bào mà bào đá của mấy bà bán bào đá, nước đá bào thì nó vậy đó bạn. Y chang vậy. Thì muốn tái hiện lại cái hình ảnh ngày xưa thôi. Chứ mà thực tế là cái này thì nó không quan trọng, cái chân thì không quan trọng. Rồi bye các bạn, chúc bạn thành công trong việc chế tạo cái bào đá để ăn trong mùa hè này mấy bạn ơi.
Bye bye.